mình chia sẻ với các bạn hôm nay một trong những cái điều chỉnh rất quan trọng, đó là những cái tài sản và những cái sự giàu có được tạo ra như thế nào, đúng không ạ? Trong quá trình lịch sử thì chúng ta nhìn thấy đây là một trong những bài học trải nghiệm rất là quan trọng và mình muốn chia sẻ cùng các bạn ở đây. Với sự giàu có được tạo ra như thế nào thì chúng ta nhìn thấy rằng là có những cái khái niệm trải nghiệm rất là cơ bản. Cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy rằng là mọi người phần lớn đều quan tâm đến tiền, đúng không ạ? Một cái người có tiền ấy chưa chắc đã là cái người giàu có, bởi vì tiền ấy nó có thể đến và đi. Phần lớn những cái người giàu tạo ra sự giàu có mua tài sản và tài sản này tạo ra dòng tiền, thì đây là cái việc mà chúng ta chỉ cơ bản. Nên chính vậy có rất là nhiều các bạn chúng ta dành thời gian công sức chúng ta kiếm tiền, chúng ta kiếm tiền 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, nhưng tiền nếu không chuyển sang tài sản thì các bạn không có sự giàu có. Thì đã để trở thành giàu có các bạn phải mua tài sản. Và ở trong lịch sử của chúng ta thì có rất là nhiều những cái cách mà sự giàu có tạo ra, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái công thức cơ bản để tạo ra sự giàu có. Nhưng cái key để tạo ra sự giàu có thì chúng ta cần một tí, cần đòn bẩy. Đòn bẩy là chìa khóa quan trọng nhất mà các bạn nhìn thấy. Một trong những từ quan trọng nhất trong kinh doanh, trong đầu tư là từ gì? Từ đòn bẩy, đúng không ạ? Ông Archimedes ông nói một câu rất cơ bản. Ông nói là gì ạ? Hãy cho tôi một đòn bẩy, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng bổng cả trái đất. Nên chính vậy mà nếu các bạn ngày hôm nay chúng ta chưa kiếm được số tiền chúng ta mong muốn, chúng ta chưa giàu có như chúng ta muốn, bởi vì chúng ta thiếu đòn bẩy ở trong mối quan hệ, thiếu đòn bẩy ở trong kiến thức và thiếu đòn bẩy ở trong lĩnh vực tài chính hay trong lĩnh vực đầu tư. Và ngày hôm nay đòn bẩy là chìa khóa quan trọng nhất mà các bạn có thể có, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để có đòn bẩy và tạo ra sự giàu có của chúng ta, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bí mật và để cái công thức mà tạo ra sự giàu có cho chúng ta thông qua đòn bẩy. Có rất là nhiều những đòn bẩy khác nhau, nhưng mà để mình nói với các bạn có 4 cái đòn bẩy rất cơ bản này. Đòn bẩy số 1 là gì? Là các bạn sử dụng cái sức lao động của người khác. Sức lao động là cái đòn bẩy cơ bản nhất mà các bạn có thể có. Hay mình sử dụng gì là OPT, gọi là thời gian của người khác. Chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Và đòn bẩy thời gian có nghĩa là sao? Tại mỗi ngày chúng ta làm 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn có một người thì các bạn có thêm 8 tiếng nữa, đúng không? Các bạn có 10 người làm cho các bạn thì các bạn có 80 tiếng đồng hồ. Các bạn có 100 người làm thì chúng ta có bao nhiêu? 800 tiếng đồng hồ. Vậy đấy là đòn bẩy về mặt thời gian. Và đây là cái hình thức cơ bản nhất mà chúng ta nhìn thấy là sử dụng sức lao động. Cái số 2 mà chúng ta nhìn thấy đó là vốn. Tiếng Anh gọi là capital. Sau khi mỗi con người chúng ta đều lao động và chúng ta đều tích lũy một số tiền thì đây là cái đòn bẩy mà chúng ta sử dụng tiền của người khác, được gọi là OPM, đúng không ạ? Và đây là cái nơi mà các bạn nhìn thấy rằng những cái người như Warren Buffett hay chúng ta nhìn thấy rằng là những cái người mà giàu có thành công là họ sử dụng tiền của người khác qua các quỹ đầu tư, qua sử dụng ngân hàng để tạo ra sự giàu có. Thì đây là cái số 2 mà chúng ta nhìn thấy. Và với những cái điều kiện như thế này thì cái này nó phải có sự cho phép. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta muốn sử dụng cái sự lao động của người khác thì chúng ta cần sự cho phép của người khác. Người khác cho phép chúng ta, hay chúng ta dùng vốn, dùng tiền của người khác thì người khác cũng phải đồng ý với chúng ta để sử dụng vốn. Thì đây là hai cái kinh điển nhất để tạo ra sự giàu có. Mà ngày hôm nay với cái nền kinh tế thay đổi, đúng không ạ? Chuyển động, thì một cái điều thứ ba nữa mà các bạn có thể sử dụng được và hiệu quả để trở thành giàu có, đó là media hay được gọi là truyền thông. Trong cái đơn giản thôi, đó là ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là ở trên thế giới rất nhiều người trở thành giàu có. Ví dụ như là Facebook, đúng không ạ? Ví dụ như là Google, ví dụ như là TikTok hay một số những cái công nghệ để chúng ta nhìn thấy là bởi vì tại sao? Bởi vì họ sử dụng truyền thông. Một sản phẩm dịch vụ thay vì tiếp cận cho một người, 10 người, 100 người thì có thể tiếp cận hàng trăm triệu người và hàng tỷ người thông qua truyền thông. Và đấy là cái sự giàu có mới được tạo ra. Và cái này là ai trong số chúng ta cũng đều có thể làm được. Tất cả các bạn ở đâu có thể làm được cả. Ngày hôm nay với cả Facebook này, với cả TikTok này, với cả YouTube này, các bạn có thể truyền tải cho hàng triệu người và hàng trăm triệu người. Và đấy là cái nơi mà chúng ta tạo ra sự giàu có. Đây là, và cái cuối cùng thì là cái code. Code có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn lập trình mà. Chúng ta lập trình và tạo ra những cái code. Ví dụ như các bạn nghe hiện tại bây giờ là ChatGPT, là công nghệ về gọi là AI. Bởi vì cái code đó người ta có thể nhân bản mà không thêm chi phí, và tất cả những cái đấy nó có thể thay đổi thế giới. Thì đây là 4 cái đòn bẩy rất cơ bản mà ngày hôm nay nếu các bạn muốn trở thành giàu có thì chúng ta cần phải sử dụng. Số 1 là sức lao động mà. Chúng ta có thể tuyển dụng 10 người, 100 người, 1.000 người để làm việc cho chúng ta và sử dụng thời gian người khác. Cái số 2 là chúng ta dùng tiền của người khác để mua tài sản và tạo ra sự giàu có. Nhưng hai cái này đều phải để người khác cho phép. Nhưng cái số 3 mà các bạn sử dụng trong thời kỳ 4.0 thì sao? Đó là sử dụng truyền thông, có thể là code để có thể giúp cho các bạn tạo ra sự giàu có. Thì đây là cái nơi mà mình làm và mình sử dụng sức lao động, vốn và truyền thông để tạo ra cái tài sản mà mình mong muốn. Thì đây là cái phần mình chia sẻ với các bạn. Hãy sử dụng đòn bẩy để tạo ra sự giàu có và tài sản cho chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất mà các bạn nhìn thấy. Đòn bẩy trong mối quan hệ, đòn bẩy trong kiến thức và gì ạ? Và đòn bẩy trong tài chính hay trong cuộc sống. Ok, thì đây là cái phần nội dung hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Và gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.